Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, người Việt ta có câu, đầu xuôi đuôi lọt, việc khai trương buôn bán, mở cửa hàng là một ngày có ảnh hưởng rất lớn với những người kinh doanh. Khai trương thuận lợi sẽ giúp cho việc kinh doanh, buôn bán sau này nhiều may mắn và thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, xem ngày khai trương tháng 2 năm 2023 Quý Mão, lựa chọn ngày tốt khai trương theo tuổi để mở cửa hàng được đại cát đại lợi. Xem ngày khai trương theo tuổi của bản mệnh là lựa chọn ngày tốt và giờ tốt, nhiều cát khí để tiến hành khai trương, được đắc tài sai lộc, khách khứa đông nườm nượp, thu tiền mỏi tay. Và đó là những ngày tốt nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những việc cần làm trong ngày khai trương tháng 2 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ khai trương trong tháng 2 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất khai trương trong tháng 2. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác khai trương được thuận lợi và may mắn. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày khai trương tóm tắt như sau. Khi thực hiện nghi lễ khai trương, thường thì trong ngày này gia chủ tiến hành bao sái, tẩy uế cho ngôi nhà hay cửa hàng, tiến hành lập ban thờ thần tài, bốc bát hương. Quý vị lưu ý trong bát hương phải được nạp cốt thất bảo để bát hương được tụ khí, đồng thời lưu giữ lời nguyện cầu và thông linh với bậc gia tiên, thần tài thổ địa. Sau khi bốc bát hương và làm nghi lễ khai trương, gia chủ tiến hành bật bếp nấu một ấm nước sôi để pha trà, cúng thần linh gia tiên và mời khách. Bếp phải được bật liên tục ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết về lễ khai trương. Nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày khai trương. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm những ngày tốt nhất để tiến hành công việc khai trương trong tháng 2 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày khai trương phải đáp ứng các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ khai trương, sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt phá, dương công kỵ, trực bình, trực thâu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yếm, thiên sứ, đại thời, đại hao, tiểu hao, tứ phế, tứ cùng, ngũ mộ và cửu không. 2. Ngày hợp khai trương, thiên nguyện, sân nhật, trực mãn, trực thành, trực khai, ngũ phú, đại hồng sa, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung từng ngày tìm ra được ngày tốt khai trương trong tháng 2 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 2 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn những ngày tốt nhất trong tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 dương lịch năm 2023 đến 21 tháng 3 dương lịch năm 2023. Tháng 2 là tháng Ất Mão, là tháng đủ có 30 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Kỷ Dậu, ngày 30 là ngày Mậu Dần. Trong tháng 2 âm lịch có hai tiết khí là Kinh Chập và Xuân Phân. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 2 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 2 âm lịch là ngày Sửu và ngày Tý, bao gồm mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý, 28 Bính Tý, mùng 5 Quý Sửu, 17 Ất Sửu, 29 Đinh Sửu. Đây là những ngày xấu không nên dùng vào việc gì. 2. Ngày thụ tử là ngày Thìn, bao gồm mùng 8 Bính Thìn và 20 Mậu Thìn, hai ngày này cũng kiêng không làm việc gì. 3. Ngày dương công kỵ là ngày 11 Kỷ Mùi, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 4. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Tân Hợi, mùng 7 Ất Mão, ngày 13 Tân Dậu, 18 Bính Dần, 22 Canh Ngọ và cuối cùng 27 Ất Hợi. Đó là 6 ngày tam nương cần tránh và kiêng kỵ mọi việc.
5. Ngày Nguyệt Kỵ bao gồm mùng 5 Quý Sửu, 14 Nhâm Tuất và cuối cùng 23 Tân Mùi. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 6. Ngày Trực Phá là những ngày Dậu, mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu và 25 Quý Dậu. 7. Ngày Trực Bình là các ngày Ngọ, mùng 10 Mậu Ngọ và 22 Canh Ngọ. 8. Ngày Trực Thâu là những ngày Tý, mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý và 28 Bính Tý. 9. Ngày Trực Bế là những ngày Dần, 18 Bính Dần, mùng 6 Giáp Dần và 30 Mậu Dần. 10. Ngày Kiếp Sát là những ngày Thân, 12 Canh Thân và 24 Nhâm Thân. 11. Ngày Tai Sát là những ngày Dậu, mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu và 25 Quý Dậu. 12. Ngày Nguyệt Sát là những ngày Tuất, mùng 2 Canh Tuất và 14 Nhâm Tuất. 13. Ngày Nguyệt Hình là các ngày Tý, mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý và 28 Bính Tý. 14. Ngày Nguyệt Hại là ngày Thìn, mùng 8 Bính Thìn và 20 Mậu Thìn, hai ngày này cũng kiêng không làm việc gì. 15. Ngày Nguyệt Yểm là những ngày Dậu, bao gồm mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu và 25 Quý Dậu. 16. Ngày Thiên Sứ là những ngày Tý, mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý và 28 Bính Tý. 17. Ngày Đại Thời là các ngày Tuất, mùng 2 Canh Tuất và 14 Nhâm Tuất. 18. Ngày Đại Hao là các ngày Mùi, bao gồm 11 Kỷ Mùi và 23 Tân Mùi. 19. Ngày Tiểu Hao là những ngày Ngọ, mùng 10 Mậu Ngọ và 22 Canh Ngọ. 20. Ngày Tứ Hao là ngày mùng 4 Nhâm Tý. 21. Ngày Tứ Cùng là ngày 27 Ất Hợi. 22. Ngày Ngũ Mộ là ngày Ất Mùi, tháng này không có. 23. Ngày Tứ Phế là ngày 26 Giáp Tuất. 24. Ngày Cửu Không là ngày Sửu, mùng 5 Quý Sửu, 17 Ất Sửu và 29 Đinh Sửu. Đó là 24 hung tinh chúng ta cần phải loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt để thực hiện công việc khai trương cho hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cấp tinh để tìm những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 25. Ngày Thiên Nguyện là ngày mùng 2 Canh Tuất, là ngày Nguyệt Sát, Đại Thời, nhiều hung tinh không nên dùng. 26. Ngày Dân Nhật là những ngày Ngọ, bao gồm 22 Canh Ngọ là ngày Tam Nương không được dùng, mùng 10 Mậu Ngọ. Tháng 2, ngày Ngọ trùng với ngày Trực Bình, Thiên Sứ, Tiểu Hao, rất nhiều hung tinh nên không khai trương vào ngày này. 27. Ngày Trực Mãn là ngày Tỵ, bao gồm mùng 9 Đinh Tỵ, 21 Kỷ Tỵ, đây là hai ngày đại cát để khai trương. 28. Ngày Trực Thành là ngày Hợi, mùng 3 Tân Hợi, 27 Ất Hợi là ngày Tam Nương, tuyệt đối không được khai trương vào hai ngày này. 15. Quý Hợi là ngày tốt để khai trương. 29. Ngày Trực Khai là ngày Sửu, cũng đồng thời là ngày sát chủ nên không dùng được theo tiêu chí này. 30. Ngày Ngũ Phố là ngày Dần, bao gồm 18 Bính Dần là ngày Tam Nương, tuyệt đối không khai trương vào ngày này. Ngày 30 Mậu Dần là ngày tốt để khai trương. 31. Ngày Đại Hồng Sa là ngày Tý và ngày Sửu, trùng với ngày sát chủ nên không dùng. 32. Ngày Thiên Đức là những ngày Thân, 12 Canh Thân, 24 Nhâm Thân, ngày này là ngày Kiếp Sát và không nên khai trương vào ngày này. 33. Ngày Thiên Đức Hợp là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 9 Đinh Tỵ, 21 Kỷ Tỵ là ngày tốt để khai trương. 34. Ngày Nguyệt Đức là các ngày Giáp, bao gồm mùng 6 Giáp Dần là ngày tốt khai trương, 26 Giáp Tuất là ngày Nguyệt Sát, Đại Thời, Tứ Phế, quá nhiều hung tinh và không nên dùng. 16 Giáp Tý là ngày sát chủ, tuyệt đối không khai trương vào ngày này. 35. Ngày Nguyệt Đức Hợp là ngày Kỷ, mùng 1 Kỷ Dậu là ngày Nguyệt Phá, 11 Kỷ Mùi trùng ngày Dương Công Kỵ, tốt nhất không nên dùng hai ngày này, 21 Kỷ Tỵ là ngày tốt đã xét ở trên. Như vậy là chúng ta đã dựa vào 35 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư, chọn những ngày tốt khai trương trong tháng 2 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 2 năm 2023 âm lịch là những ngày sau. Ngày mùng 6 Giáp Dần kỵ những người tuổi Thân, hợp người tuổi Hợi, Ngọ, Tuất và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 30 Mậu Dần kỵ những người tuổi Thân, hợp người tuổi Hợi, Ngọ, Tuất và những người có thiên can là Quý. Ngày 15 Quý Hợi kỵ người tuổi Tỵ, hợp người tuổi Dần, Mão, Mùi và những người có thiên can là Mậu. Ngày 21 Kỷ Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp người tuổi Thân, Dậu, Sửu và những người có thiên can là Giáp. Ngày mùng 9 Đinh Tỵ kỵ người tuổi Hợi, hợp người tuổi Thân, Dậu, Sửu và những người có thiên can là Tân. Đó là 5 ngày cát lành khai trương trong tháng 2 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.